street á, tại vì ngang cái chỗ chính là Vice Street, mà tại ngang cái chỗ cái nhà Canada Place á, nhà của Canada hết. Thì mình đi ở đây thì còn ít người đi, có ai đi tự đi làm chứ. Mấy cái quán ăn nhỏ xong đúng đó thì còn mấy cái quán còn mấy cái chỗ cũng còn chứ còn tiệm cà phê thì nó còn mấy cái lâu làm việc không à, còn xa thì gặp này là có cái bó
luôn rồi đó. Đến đây mà cũng có chứ chơi, vẫn đến thì lên đây cũng có chứ chơi. Trước mặt này là cái viện bảo tàng mà xây cách đây hình như còn được mấy năm rồi. Hồi xưa là nằm bên West, bên hướng Tây. Xây cái này xong rồi dòng xuống đây đổ xe hơi phế. Lên phố mà kiếm chỗ đổ xe là khó khăn. Trong kia thì đổ xe miễn phí, xuống đó chưa đâu nó phải trả tiền. Tìm chỗ cũng có để mà đổ. Thank you.
bye.